Thì chúng tôi xin đề nghị toàn thể nhân dân, chúng ta là trong khi nói chuyện là yêu cầu toàn thể dân ta hết sức trật tự, không được nói chuyện, để đảm bảo cho buổi nói chuyện được toàn nguyện của nhà ngoại cảm cũng như là của nhân dân. Và yêu cầu tất cả các cháu nhỏ, các cháu nhỏ là lăng xăng ở trên sân bãi, mà đề nghị các đồng chí làm công tác an ninh trên sân bãi là đề nghị các đồng chí ta dẹp cho các cháu nhỏ một lần nữa để đảm bảo cho buổi nói chuyện được tại nguyện đối với lại nhân dân trong xã, để gặp gỡ và giao lưu với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng buổi tối ngày hôm nay. Thì một lần nữa chúng tôi xin đề nghị nhân dân ta ổn định trật tự để chuẩn bị vào giao lưu và nghe nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng sẽ nói chuyện với cán bộ nhân dân chúng ta buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể nhân dân, hôm nay rất vui mừng và phấn khởi địa phương chúng ta được đón nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng về sẽ nói chuyện cùng với lại nhân dân và giao lưu tại ở sân chùa. Vì vậy thay mặt công chí lãnh đạo địa phương là xin cảm ơn tấm lòng của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã về với địa phương và giao lưu cùng với địa phương. Và chúng tôi cũng xin đề nghị với nhân dân là chúng ta giữ trật tự để nhà ngoại cảm có thể nói chuyện là thoải mái để chúng ta cùng nghe. Vì vậy là địa phương chúng tôi đề nghị là nhân dân chúng ta hết sức trật tự. Do một cái điều kiện thời tiết là rất là nóng, hai nữa là cái ghế thì không đảm bảo được. Chúng tôi đang dự kiến có khoảng 2.000 người, chính vì vậy mà không có ghế để đáp ứng được với nhân dân. Mong nhân dân hết sức thông cảm và chúng ta giữ gìn trật tự. Kính thưa các quý thầy, kính thưa các quý vị, các cô, các cụ, các bác, các cô, các chú, các anh, các chị và toàn thể bà con nhân dân của xã Vũ Tây. Hôm nay nhân duyên Phật Pháp Đạo Tràng Thanh Tịnh có một nhóm các anh, các chị ở nước ngoài về tìm lại quê hương của mình và tri ân tiên tổ để lập trai đàn cầu siêu trần tế cho ông bà tổ tiên cửu huyền thất tổ của gia đình nhà mình, cũng như là cầu siêu cho tất cả các anh hùng liệt sĩ, các oan hồn cuồng tử ở tại chùa Linh Quang, xã Vũ Tây, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Lần này có lẽ là cũng là lần thứ tư, thứ năm. Lần thứ năm thì chính xác hơn là tôi về làm lễ cầu siêu ở tại Thái Bình. Lần thứ nhất là về cầu siêu cho lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh. Lần thứ hai cầu siêu ở tại nghĩa trang của tỉnh Thái Bình ở Trần Lãm. Và cầu siêu ở chân cầu Bo, cái nơi mà đã xảy ra một cái tai nạn thảm khốc khiến bao nhiêu người con của Thái Bình bị chết oan uổng ở đấy. Và cũng làm một cái đại lễ rất lớn là tại nhà máy kinh doanh nước sạch của Thái Bình, cầu siêu cho tất cả những người chết đói năm 45 và những người chết tai nạn ở cầu Bo. Và có rất nhiều các đàn lễ cầu siêu khác ở tại chùa Quang Bình, rồi chùa Diêm Điền. Và hôm nay thì lần đầu tiên ở tại xã Vũ Tây. Và chiều nay tôi cũng vừa mới rời Bình Dương, Bình Phước, vừa mới đi làm một nhiệm vụ rất là cao cả. Trước khi về đây thì tôi có đi tìm liệt sĩ, và lý do mà Ủy ban Nhân dân xã cũng như nhà chùa và kể cả các trai chủ hôm nay đều rất là hồi hộp, ngóng chờ và không biết rằng đến giờ chót thì liệu tôi có thể về kịp ở đây không. Tức là khi công việc tìm các liệt sĩ hoàn tất thì có một cái sự việc nó xảy ra ngoài cái kế hoạch và ngoài sự mong muốn. Tức là khoảng từ hơn 4 giờ sáng thì có một bà cụ ôm một cái ảnh của một người con trai ngồi ở trước cửa chùa. Và nắng của Bình Phước thì vô cùng là nắng oi và gay gắt. Khoảng 4-5 giờ sáng thì đã nắng lắm rồi.
thì tôi ra thấy bà cụ ngồi đấy và bà cụ đứng lên nhìn tôi, ngập ngừng hỏi cô ơi, thế cô tìm quân giải phóng, vậy cô có tìm lính Cộng Hòa không? Thực sự lúc bấy giờ thì là một cái tình huống rất khó xử đối với lãnh đạo xã, địa phương ở đó. Và kể cả đối với bản thân tôi, thứ nhất vé máy bay thì đã đặt rồi, giờ bay thì đã ấn định và chuẩn bị về Thái Bình. Phải bay từ đó ra, trên đường đi thì đã tính, dự tính hết các công việc, kế hoạch đã lập sẵn rồi, bây giờ tự nhiên phát sinh ra như vậy. Và vừa mới hôm qua thì tất cả mọi người trong đèn, trong đuốc vào rừng, kể cả các sư quấn hết áo cà sa lên để cùng đào tìm quân giải phóng, tức là tìm liệt sĩ bộ đội. Và sáng hôm nay một người mẹ già ôm ảnh con ra để nhờ tìm con của bà là lính Cộng Hòa. Nếu mà không tìm thì sẽ như thế nào? Và tìm thì sẽ ra sao? Và cuối cùng thì tôi cũng đành A Di Đà Phật. Nên là con của mẹ cũng là một người Việt Nam máu đỏ da vàng. Tất cả những người lính ở hai bên chiến tuyến thì đều là những người lính được gọi là chiến sĩ trận vong. Đấy, và trong hoàn cảnh này thì nhà chùa, thầy ra thầy niệm A Di Đà Phật với tinh thần bình đẳng, bác ái và từ bi của Đức Phật. Thầy sẽ đứng ra nhận cái việc này và chỉ xin cô Bích Hằng lưu lại. Và trên 5.000 mét vuông đất mà bà cụ cố tình bảo vệ bao nhiêu năm nay, đã biết là con bà chôn ở trong khoảng đất ấy. Bà bảo cô giúp tôi một lúc thôi, vì có 5.000 mét ấy mà, con tôi nằm trong vòng 5.000 mét vuông ấy thôi. Các vị thử tưởng tượng hộ trong khuôn viên cái chùa này được bao nhiêu mét. Mà bà bảo là con bà chỉ nằm trong vòng 5.000 mét thôi, mà 5.000 mét ấy là rừng điều và cao su. Nhưng rất may, anh lính Việt Nam Cộng Hòa đó rất là nhanh nhỏ chân tay và chạy đi luôn, em ơi, đi theo anh rất nhanh thôi. Và anh chạy một mạch, tôi đi theo phải bỏ cả giày dép ra mới chạy đuổi kịp. Để anh bảo là anh nằm đây. Và sau 1 tiếng 15 phút chúng tôi đã hoàn tất. Khi bộ quần áo rằn di phát lộ ở dưới lòng đất, thế là tôi yên tâm rửa tay lên đường, chạy một mạch ra sân bay. Và hôm nay rất may chuyến bay đấy delay tới 45 phút, và tôi còn quên không mang chứng minh thư, không biết chứng minh thư để ở chỗ nào nữa. Để ra đến sân bay thì có một cậu an ninh đi, em bảo lãnh cho chị để chị lên máy bay, và bây giờ mới có mặt ở tại đây, chứ nếu không thì hôm nay còn đang nằm ở trong Bình Dương, Bình Phúc cơ ạ. Như vậy để chúng ta thấy rằng tất cả những cái điều mà chúng ta làm xuất phát từ cái thiên lương trong sáng và xuất phát từ cái tâm hướng về một điều thiện và một điều tốt lành, thì chúng ta sẽ gặp được duyên lành và gặp được những cái điều rất là suôn sẻ và rất là hanh thông. Và khi về xã Vũ Tây thì hôm nay tôi đi một mạch ở trên đường, và tôi rất sợ các anh mặc sắc phục màu vàng, các anh mà lại vui tính ra cầm cái gậy vẫy vẫy vào một cái là thôi gay rồi. Có lẽ đến 9 giờ tối chưa chắc là bà con đã gặp được. Tôi rất là lo lắng, bởi vì có thể lỡ hẹn với một vài người không sao, nhưng với tất cả bà con ở xã với một cái tình cảm, một cái lòng mong mỏi khát khao được gặp, mà mình lỡ hẹn thì quả thật là thất lễ với bà con quá. Đấy, nhưng mà may ơi là may, đi trên đường công an đứng vàng rực, nhưng mà chẳng ai hỏi han gì đến xe của tôi cả. Và tôi về đến đây thì có một cái hiện tượng là tôi cũng hơi sững người lại một chút thôi. Tức là khi đi qua cái đoạn cách đây một đoạn thì tự nhiên nghe thấy có cái âm thanh và có tiếng duyệt binh. Thì tôi cũng không biết là tại sao ở đây lại có tiếng duyệt binh. Tức là nhìn một ánh mắt sang bên tay phải thì thấy ngay giật cả mình, cứ tưởng mình đi lạc đường vào quảng trường Ba Đình, thấy lăng của Hồ Chủ tịch. Thấy ngay một cái sừng sững, một cái mô hình lăng Bác. Và thấy đến mấy đoàn, tất nhiên là các quý vị không nhìn thấy, nhưng mà tôi thì nhìn thấy cũng giống như nhìn thấy các quý vị đang ngồi đây này, là đang duyệt binh 121 và đi thẳng vào đây. Và vào đây tôi hỏi anh chủ tịch xã thì tôi mới biết rằng đấy là cái đài liệt sĩ của xã. Thảo nào thấy bộ đội lần lượt duyệt binh anh đi thẳng vào đây. Đấy. Và trên đường đi thì mặc dù ấy là vừa đi ngơ ngác đi vào đây, cũng chưa nhìn thấy thầy chùa đâu, cũng chưa biết là chỗ nào là tam bảo chính, nhưng mà đã nghe thấy các anh chỉ và đi trên đường, các anh chỉ các anh bật đây này, phía trước. Bây giờ em vào đây thì không vướng, nhưng có lúc
nếu mà em vào sớm hơn vào buổi sáng nữa thì em sẽ không vào được chùa đâu. Hỏi tại sao? Anh bảo chùa nằm gần cái chợ. Mà tôi có thấy ai đâu, vắng vẻ lắm, đến sân trống vơ ra chỉ có mấy cái ghế nhựa thôi. Nhưng các anh bảo là người ta ở đây vui lắm, họp chợ ngay cổng chùa. Chùa là cái nơi cần phải trang nghiêm thanh tịnh nhất, thì ở đây nào cá mú thịt thà, tôm tép dãi ra hết, không thiếu một cái gì hết em ạ. Thế thì tôi chưa được chứng kiến cái cảnh đấy, không biết có phải như vậy không. Chứ còn hôm nay chiều đến chẳng thấy gì cả. Đấy, thì là mấy anh bộ đội mách như vậy, và các anh em bảo thôi, chỗ của em là trên này, còn chỗ của bọn anh là ở trên này. Thế là các anh đi lên. Thì các anh ấy ngó xuôi ngó ngược, và các anh bảo chả có cái lá cờ nào cho chúng mình cả. Thế là các quý vị có biết lá cờ của anh là lá cờ gì không? Là lá cờ Tổ quốc. Thì các anh bảo chả có lá cờ nào cho chúng mình, nhưng không có thì cứ vào. Và tất cả mọi người chắc kéo nhau lên chỗ Tam Bảo và cái nơi mà đang bày đàn lễ với một tâm trạng vô cùng là hào hứng phấn khởi. Và không phải chỉ là con em liệt sĩ của xã Vũ Tây đâu, mà còn tất cả các xã lân cận và ở các cái vùng xung quanh. Bởi vì khi mà có những cái đại đàn lễ cầu siêu này, các anh các chị ấy mắc nhau và gọi nhau về là về đây đi, và hôm nay ở đây là có đàn lễ như vậy đấy. Và họ rủ nhau về đây. Và các quý vị cũng vậy, hôm nay đến đây, thật ra tôi dám chắc cái tỷ lệ phần trăm nhiều lắm, chỉ đến đây để được nhìn thấy cô Bích Hằng, được nghe thấy cô Bích Hằng nói chuyện tâm linh. Chứ chẳng mấy ai để tâm đến là tôi đến chùa để tôi mời ông bà tổ tiên cửu huyền thất tổ nhà mình về chùa để dự cái đại đàn lễ này để cho họ được siêu thoát, đúng không ạ? Bởi vì cái khái niệm về cầu siêu và cái khái niệm người âm chết đi siêu thoát đối với đại bộ phận nhân dân là chưa có và rất ít, rất ít. Cái số người ngộ ra và biết rằng là phải cầu siêu cho những người đã khuất thì ít lắm. Và bây giờ ở các thành phố lớn, nhất là đặc biệt là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là các tỉnh phía Nam thì hơn ở phía Bắc rất là nhiều. Đó là cái tư tưởng hướng Phật và cầu siêu thoát cho những người đã mất. Chứ còn ở ngoài này thì đại bộ phận là chúng ta nghĩ rằng khi mà người mất đã mất rồi thì chúng ta cúng lễ cho thật đàng hoàng, chu đáo. Và đặc biệt ở Thái Bình ấy có một cái truyền thống đó là rất trọng những người đã khuất. Riêng mộ ở Thái Bình thì xây chỉ kém ở Huế thôi, chứ còn có thể đứng đầu miền Bắc luôn. Mộ lớn, mộ nhỏ, mộ cao, mộ thấp. Nhà này năm ngoái nó thấp hơn nhà mình, năm nay nó lại xây cao hơn rồi. Mình phải tức mình làm cao hơn tí nữa. Và cứ thế là tần tần lớp lớp đi lên. Nhiều lắm đi giữa cái cánh đồng bát ngát lúa xanh của Thái Bình ấy, là có một cái điểm nhấn rất đẹp và rất thơ mộng. Đó chính là những cái mái cong của các cái mộ và nhấp nhô của các ngôi mộ cao thấp tần tần lớp lớp. Và đi vào trong nghĩa trang, nghĩa địa của Thái Bình thì vui lắm, bởi vì quy hoạch đồng ruộng mà. Thế là các cụ cứ dồn mộ ở dưới ruộng lên, xếp tầng lên nhau. Tôi đã từng về chính quê hương thứ hai của tôi, đó là quê nội ở Đông Hưng, Thái Bình, xã Đông Vinh, và đã từng đào 4 tầng tiểu lên mới lấy được cái tiểu đúng mà mình muốn tìm. Thấy rồi, mừng quá, tượng của nhà mình không phải nhấc ra. Cụ tầng thứ hai có phải cụ tên như này không? Không phải, còn ở dưới còn một tầng nữa. Đến lúc tầng thứ ba oải rồi, mệt lắm rồi, làm gì còn tầng thứ tư nữa, cụ bảo không, vẫn còn người nằm ở dưới nữa. Thế xong nằm đến tầng thứ tư rồi, và là chắc là người này rồi, nhưng mà trời ơi, tầng thứ tư lại là một cô gái cầm quan tài chứ không phải là tiểu. Thế xong lại xuống dưới tầng thứ tư nữa thì đến tầng thứ năm, lúc ấy mới là cái tiểu của cái cụ mà mình đang cần tìm. Và như vậy cứ khoảng 1 mét vuông thì không biết là bao nhiêu ngôi mộ các cụ cứ nằm chồng chất lên nhau như vậy. Đấy, cho nên là thấy rồi chưa chắc đã là phải. Đấy. Và các cụ, tôi có hỏi các cụ là các cụ nằm ở đây chồng chất lên nhau như vậy, nhất là cụ ở dưới cùng. Tôi hỏi cụ ấy, cụ, cái cụ mất lúc đấy là cụ hơn 70 tuổi, nằm ở trên cụ là một cô gái mới có 19 tuổi. Cô đè lên bừng từng ấy năm trời, cụ có nặng lắm không? Cụ có cảm giác thấy có gì khác không? Thì cụ cười, cụ nói là cụ khác, bởi vì cụ thoát lên bên trên rồi. Cụ ở dưới tầng thứ 5 nhưng mà thực chất là cụ còn trên họ rất là nhiều tầng.
Hỏi ra thì các con cháu cụ ấy bảo là ngày xưa ông tôi là đi ra ngoài chùa, tức là đi trông nom và hỗ trợ giúp đỡ cho chùa rất là nhiều. Và lúc mà cụ mất ấy, là cụ vẫn còn nằm trên giường, cụ đọc kinh cho đến lúc cụ chết. Đấy, cho nên là cụ nói là cụ vượt lên trên mọi người là có lẽ là vì như vậy. Cho nên khi mà cụ mất mộ, cả nhà thương lắm, cố đi tìm, nhà chùa cũng ra tham gia để tìm. Đấy, thì ông cụ ấy như vậy. Xong trên tầng thứ 3 là có một cậu. Thì cái cậu, trên tầng thứ 2 thì có một cậu thanh niên. Cậu ấy khoảng chừng, lúc ấy cậu chết, cậu khoảng hơn 20 tuổi. Cậu bảo là đáng lẽ ra một là cho cháu xuống tầng 5, hai là cho cháu ở tầng 3 thì có phải tốt không? Hỏi tại sao lại ước như vậy, ở tầng 2 không được hay sao mà lại phải hỏi ở tầng 3? Cậu bảo chứ ở tầng 3 thì tức là được nằm trên cái cô gái ấy, và ở tầng 5 thì tức là nằm dưới cái cô ấy. Mà cô này thì rất là đẹp. Và tức là cậu ấy nói rằng là tôi rất là muốn, nên là tôi muốn là khi chuyển mộ ra thì để hai cái mộ song song với nhau để tôi được lấy cái cô này. Nhưng mà hỏi ra thì hai người chết cách nhau khoảng 30 năm, hơn 30 năm. Hơn 30 năm thì có nghĩa là nếu tính ra ấy, thì cái cô gái ấy phải là bà của cái cậu đấy cơ. Đấy, hoặc là mẹ của cậu đấy. Thế nhưng mà bởi vì ở dưới đó họ không có khái niệm về tuổi tác. Tức là khi người ta chết, người ta 20 tuổi thì hàng trăm năm sau người ta vẫn chỉ là một người 20 tuổi. Người ta không có lớn lên về mặt thể xác. Đấy, cái cậu kia cũng vậy, tuy là cậu ấy chết ở cái tuổi hơn 20, cậu ấy chết sau cô gái đấy khoảng hơn 30 năm. Nhưng rõ ràng là cậu ấy chỉ dừng lại ở cái đó thôi. Đấy, và cậu ấy vẫn mong muốn là cậu ấy có thể lấy. Thế nhưng tôi phải giải thích rằng là cậu chả hiểu gì cả. Người âm làm sao mà lấy nhau được? Và cái câu hỏi này tôi bị nhiều người hỏi lắm rồi. Người âm có lấy nhau không? Thì tôi bảo là người âm không bao giờ lấy được nhau. Thì cậu này cũng chả hiểu gì về chuyện đó cả. Cậu không hiểu. Đấy, thế thì cái nhận thức của linh hồn rất là mơ hồ. Rõ ràng rằng là cậu ấy không hiểu về luật ở dưới âm. Và đấy chính là hiện tượng của những người không siêu thoát. Người ta không siêu thoát được thì cái nhận thức của người ta luôn luôn rất là u tối. Và người ta không nhận ra được rằng đấy là cái luật ở dưới đó là như thế nào. Và ngay cả bản thân những cái chuyện, ví dụ như là cầu siêu để siêu thoát, đối với những người đã mất, họ cũng rất là mơ hồ. Họ rất là mơ hồ. Họ không hiểu rằng cái tác dụng của cái việc cầu siêu là như thế nào. Nên là nhân những cái câu chuyện rất là cụ thể như vậy, không phải là những câu chuyện chỉ là vui đâu, và không phải là những câu chuyện chỉ là bâng quơ, mà là những câu chuyện để tôi muốn dẫn dụ ra những cái rất là cụ thể để các quý vị, giải thích cho các quý vị hiểu rằng tại sao người ta lại làm lễ cầu siêu, và tại sao từ ở tận bên kia thế giới và bên kia bán cầu đấy lại về tận đến Việt Nam để tổ chức cái lễ cầu siêu như thế này. Đấy, và cái lễ cầu siêu nó lợi lạc như thế nào đối với những người đã khuất, và khi lợi lạc cho những người đã khuất, vậy thì những người còn sống chúng ta sẽ được hưởng những cái lợi lạc gì từ cái việc cầu siêu như vậy. Đúng là vô nhân kích xúc thì đạo quả nan thành. Đáng lý ra thì chúng ta đang trao đổi nói chuyện thì họ phải có ý thức một chút. Họ vặn nhỏ âm thanh, nhưng thôi cái gì cũng có chướng ma, xem như đây là một chướng ma. Nếu mà vượt qua được cái này thì chúng ta, cái quả tu của chúng ta sẽ tốt hơn. Thế thì tôi quay trở lại với cái nội dung câu chuyện, tức là mỗi một gia đình khi có người đã mất thì chúng ta thường là làm ma chay rất là lớn. Và sau đó thì xây mồ, xây mả rất là to và cúng dỗ rất là linh đình. Đấy, cái việc, những cái việc chúng ta làm đó thì vô hình, tức là chúng ta kéo những người chết, người ta lưu luyến thêm với cái cuộc sống trần tục, người ta đau cái nỗi đau của người còn sống,
người ta buồn cái nỗi buồn của người còn sống và người ta cũng vui chung cái niềm vui của những người còn đang sống. Tức là người ta cứ hiện hữu ở bên cạnh chúng ta. Và tại sao có một thời là ngay bản thân tôi sống ở quê hương cũng vậy, những cái năm tôi lên 9-10, tức là những cái năm chiến tranh biên giới năm 79-80 cho đến khoảng những năm 90 ấy, thì những cái hiện tượng là hay gặp những cái hiện tượng lạ như chúng ta thường gọi là gặp ma ấy, thì rất là nhiều, rất nhiều. Và bản thân tôi cũng gặp rất nhiều lần. Và sau này, sau những năm 90 trở đi, một là có thể do khi đấy là tôi đã có khả năng rồi, cho nên cái việc gặp người âm đối với tôi là nó rất là bình thường. Hoặc cũng có thể do là một cái thời kỳ kinh tế thị trường mở cửa ra, tất cả những cái đền chùa bắt đầu được phục dựng lại sau một cái thời gian là chúng ta phá hủy rồi là tiêu thổ để quán chiến, đền chùa bị phá hủy, thì tất cả những cái linh hồn, những cái vong linh vất vưởng, người ta không có nơi nương tựa thì người ta cứ lang thang lay bờ cây mai bụi cỏ, và những cái nơi cây cao bóng cả, những cái nơi bờ bụi là họ hay ẩn náu ở đó, bởi vì linh hồn người ta mong manh lắm, người ta mong manh lắm và người ta sợ bị dại, một làn gió thổi người ta cũng có thể bị bay mất, cho nên người ta cứ náu vào những cái tàng cây lớn, và người ta náu vào những ngôi nhà hoang, ngôi miếu đổ. Người ta không có những cái nơi đền chùa to tát như bây giờ. Vì vậy cho nên là chúng ta hay gặp những cái tình trạng như vậy. Bởi vì chúng ta cúng dỗ ông bà, tổ tiên, chúng ta cũng chỉ dỗ được đến ông bốn đời, rất ít nhà dỗ được đến bốn đời, năm đời, thường là chỉ có đến ba đời thôi. Chứ bắt đầu đời thứ tư, thứ năm trở đi là bắt đầu sao nhãng rồi. Được chăng hay chớ, cúng vào rằm tháng 7, cúng vào dịp Tết là tốt lắm rồi. Chứ còn những cái ngày rỗ của họ mình đâu có cúng. Và chính vì vậy nên những cái linh hồn đó họ tự nhiên trở thành bơ vơ vất vưởng. Họ phụ thuộc quá nhiều vào những người còn sống. Người còn sống mà cúng thì họ no đủ. Người còn sống không cúng lễ thì họ đói khổ. Người còn sống chăm sóc mộ phần thì họ được ấm áp. Người còn sống không chăm sóc mộ phần thì họ cảm thấy, tức là họ bị lạnh lẽo, cô đơn và như những người vô vong tuyệt tự. Như vậy, vậy thì chúng ta có thể sống mãi, con cháu của chúng ta có thể duy trì mãi được công để mà dỗ. Nay dỗ ông bốn đời, mai dỗ bà năm đời, ngày kia dỗ cụ sáu đời. Đấy, và con người thì cứ chết đi, cứ luân chuyển như vậy, thì có lẽ cả năm 365 ngày, gia đình chúng ta cũng có tới 365, thậm chí là nhiều hơn những cái dỗ như vậy. Và bây giờ chúng ta làm sao để tránh cái tình trạng là những người không được dỗ mà trở thành cô hồn vất vưởng. Và cứ rằm tháng 7 chúng ta cúng ấy, mà các cụ nghĩ ra cúng chúng sinh ấy, chính là cúng cho những cô hồn vất vưởng đấy đấy. Những cái người mà không được cúng lễ thì đợi đến ngày rằm tháng 7, hoặc đợi có nhà nào người ta cúng chúng sinh thì đi bốc bải cháo lá mít lá đa để đi ăn mày, ăn mày cái lễ chúng sinh đấy. Thế thì cái điều đó không loại trừ ai cả, không loại trừ ai cả. Và tại sao trước đây từ thời nhà Lý đã cho xây dựng rất là nhiều các cái đền chùa, và mỗi sau mỗi một cuộc kháng chiến thì các bậc đế vương xưa lại cho lập lên một ngôi chùa. Lập lên để làm gì? Họ lập lên để cầu cho các linh hồn các nghĩa sĩ đã ngã xuống trong cuộc trường chinh đó, và lập lên để cho những cái vong hồn đó người ta có nơi nương tựa. Và cũng như các vị tướng cũng vậy, các vị tướng tài thì được lập đền thờ, lập miếu thờ, và họ linh thiêng, họ hiển linh, họ phù hộ giúp đỡ cho những người dân sống ở đấy. Đấy, và ngôi chùa là cái nơi lập lên để các nhà sư ở đấy tu tập tụng kinh, niệm Phật, hành trì và hồi hướng cho những cái linh hồn họ siêu thoát. Đấy, và họ phải chuyển cái cảnh giới. Cảnh giới của chúng ta là cảnh giới của những người đang sống, còn có từ gọi theo nhà Phật đó là cõi ta bà. Thế thì những người đã chết rồi, họ rõ ràng họ khác chúng ta, thì tại sao họ lại cứ phải nổi trình, họ cứ phải nương theo những người còn sống để rồi hỉ nộ ái ố theo những người còn đang sống. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta kỳ vọng quá nhiều vào người đã khuất. Lúc nào chúng ta cũng khấn rằng ông bà ơi, bố mẹ ơi, hãy phù hộ cho con cái này, phù hộ giúp đỡ cho con cái kia.
có những việc khi các cụ còn sống các cụ còn chưa biết, chưa hiểu được hết khái niệm của việc đó là cái gì. Nhưng khi chết thì chúng ta khấn là bố hãy phù hộ cho con, ông hãy phù hộ, bà hãy phù hộ. Ông bà thì chẳng biết chữ, ngày xưa làm gì được đi học, chữ thì không biết một chữ cắn làm đôi, tất cả chỉ tính bằng đầu ngón chân ngón tay hết. Thế mà đến lúc bây giờ lại khấn là ông bà ơi phù hộ cho con nó thi vào đại học. Cái điều đó là cái điều vô lý, không bao giờ có thể có được. Nhưng các cụ có thể phù hộ cho chúng ta, đó là cho chúng ta được cái sự khai mở về trí tuệ. Mà khi người ta muốn cho được cái sự khai mở đó thì người ta phải trên chúng ta một tầm thì mới khai mở được. Ví dụ chúng ta muốn dạy được cho người lớp 4 thì ít nhất chúng ta cũng phải học lớp 5 thì chúng ta mới bảo ban được. Chứ chúng ta cũng học bằng họ hoặc là học dưới họ thì chúng ta không thể, hoặc rất khó có thể dạy bảo được họ làm một cái bài toán của cái lớp họ. Vậy thì những người dưới âm cũng vậy. Và cái việc chúng ta cầu siêu ở đây chính là giúp cho họ, giúp cho ông bà tổ tiên của chúng ta thoát lên một bậc. Và khi họ thoát khỏi cái cảnh giới của chúng ta thì họ mới có điều kiện tu tập. Đấy, họ mới khai mở được trí tuệ và họ mới có thể quay ngược trở lại họ giúp. Và có những người thì hỏi tôi rằng là khi siêu thoát rồi thì không được gặp gia đình nữa phải không? Đó là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Khi siêu thoát tức là họ đứng ở trên tầm cao họ nhìn chúng ta, chứ không phải là họ biến mất khỏi cái cuộc sống của chúng ta. Những người âm chỉ vĩnh viễn mất đi khi nào chúng ta không nhớ đến họ nữa. Ví dụ tôi về đây tôi thấy chúng ta có đền thờ của Đức Dương Lộ, Đức Dương Không Lộ, và thậm chí đền thờ của mẹ ngài nữa. Vậy thì những người đó cách chúng ta bao nhiêu năm? Hàng ngàn năm, hơn ngàn năm nay rồi, nhưng vẫn có đền thờ. Và người ta có mất đi không? Không, người ta vẫn còn hiện hữu, bởi trong đầu của chúng ta, trong ý niệm của mỗi con người đều biết rằng đây là đền thờ của mẹ ngài Dương Không Lộ, đây là đền thờ của ngài Dương Không Lộ. Và người ta có mất đi không? Các ngài không mất đi, bởi vì hiện hữu trên phong thủy của mảnh đất Vũ Tây này. Thực ra tôi đặt chân vào đây tôi cũng hơi ngạc nhiên. Tôi ngạc nhiên bởi vì trong hình dung của tôi là một cái vùng quê đất lúa thuần túy là nông nghiệp thì khung cảnh nó phải khác cơ. Nhưng mà tôi về đây thì tôi thấy rằng là tốc độ công nghiệp hóa rất là lớn và tốc độ đô thị hóa rất là nhanh. Và đi vào đây đúng như lạc vào một cái gọi là phố làng, chứ không phải là xóm làng, đúng là phố làng. Và tôi cảm nhận được rằng cái sinh khí của cái vùng đất này rất là tốt. Sinh khí tốt, phong thủy tốt, nhưng có điều bàn tay con người phá phách đi hơi nhiều và làm nó mất đi hơi nhiều. Và khi ngồi ở trên tầng 2 á, ngồi trước cửa nhà tổ ở chùa, tôi thấy tiếc vô cùng. Một cái nhà tổ rất là đẹp, và vị sư tổ ở đây cũng vậy, được hưởng toàn bộ cái linh khí của ngài Dương Không Lộ, nhưng mà sừng sững ở trước nhà tổ là một cái nhà cao tầng vút lên và che hết. Như vậy có nghĩa là cái năng lượng vào đến đây chặn lại và bị tán hết, coi như là không ở bên trong kia, không tụ lại được. Và khi không tụ lại được thì không, người ta không phát lại được năng lượng để phù hộ cho bà con nhân dân ở xung quanh. Và cũng may mắn làm sao đó là tôi cảm nhận được cái đất này cũng tương đối là lành, chứ nếu không thì những cái nhà mà trắng như vậy cũng sẽ rất là nhiều vấn đề. Thì tôi thấy hơi tiếc thôi, nếu như có điều kiện mà có thể giải phóng đi được thì hay biết mấy. Và cái lời của các liệt sĩ nói thì tôi chưa có thời gian ở đây để chiêm nghiệm. Ngồi ở trên kia có khoảng được mấy chục phút thôi, nhưng mà cũng ít nhất cũng phải giải quyết được khoảng 5-7 trường hợp đi tìm mộ và một số trường hợp hỏi về người thân, cũng chưa kịp hỏi nhiều về xung quanh ngôi chùa này nó là cái gì. Đấy, nhưng mà nghe mấy anh bộ đội lại than phiền với nhau. Đấy, là ở đây chùa là phải thanh tịnh, phải chay tịnh, nhưng ở đây thích gà có gà, thích lợn có lợn, thịt thà đủ hết, chả thiếu cái gì, em cứ ra cổng là thấy hết. Vậy thế thì cái điều đó cũng không nên lắm. Nếu như ở đây thực sự có tồn tại cái một cái chợ hay một cái gì đó thì có lẽ nhà sư ở chùa cũng nên để ý một chút, và lãnh đạo địa phương cũng như bà con. Bởi vì ngôi chùa nó tụ rất nhiều linh khí, không những là cái tha lực của Đức Phật, cái năng lượng vô lượng của các vị Bồ Tát, mà còn tụ được các linh khí của những người đã khuất. Ví dụ
tôi nói rằng là các anh hùng liệt sĩ lúc nãy duyệt binh vào ấy, nhà mình ấy chỉ có cần một ngôi mộ pháp thôi hoặc là một cụ linh thiêng thôi phù hộ cho cả nhà rất là nhiều đấy, và một vị như cụ Dương Phong Lộ có thể phù hộ cho cả một cái vùng đất này. Vùng đất này vẫn đang nhận cái năng lượng và cái hào quang của cụ, cụ vẫn phát ra để phù hộ cho bà con nhân dân. Vậy thì các anh hùng liệt sĩ cũng vậy thôi, nếu họ có cái nơi để tích tụ năng lượng tốt thì họ sẽ giúp đỡ cho những người còn sống rất là nhiều, và âm siêu thì dương mới thới đấy. Và những cái anh bộ đội đấy lại còn tâm sự rằng là em có biết không, ở đây có thờ cụ Dương Phong Lộ, mẹ của cụ, mùng một ngày rằm nhìn thấy mà thèm, hỏi tại sao thèm, bà con đến xì sụp cúng lễ ở đây đông lắm, có một người thờ có một người mà hàng nghìn hàng vạn người đến lễ, trong khi bọn anh ở trong cái đài tưởng niệm này có hàng nghìn liệt sĩ mà cuối cùng chả thấy ai đến cúng cả. Thỉnh thoảng lắm mới thấy thiếu niên nó đến nó đặt vòng hoa, ngày lễ mới thấy vài ông cựu chiến binh với mấy ông đoàn thể đến đặt cái vòng hoa, mà hoa bỗng toàn hoa dối thôi em ạ. Hỏi hoa dối là sao lại là hoa dối, hoa tươi thì ít lắm và toàn hoa giấy thôi em. Đấy, đấy là tâm sự của các anh bộ đội mà tôi chợt nghe thấy khi vào đây như vậy. Thế và tôi mới thấy là nhiều khi cũng có những cái nghịch cảnh, các anh nói không sai, một người chết đi có thể hiển linh, chúng ta suy tôn làm thần hoàng, thế thì cả làng, cả tổng, cả xã, cả họ đủ đến lễ xì xụp quanh năm. Thế nhưng mà một cái nghĩa trang liệt sĩ ở dưới đó bao nhiêu người ngã xuống đấy, các anh hùng liệt sĩ nằm ở dưới đấy rất là đông, thế nhưng mà có khi chẳng mấy khi chúng ta ra đấy thắp hương, hình như chưa ai có ý thức cái điều ấy. Và những cái điều ấy thì các anh lính nằm ở dưới là rất là buồn, rất là buồn. Và các anh ấy cũng tủi thân. Ở đây thì có thể có những người liệt sĩ con của quê hương, nhưng cũng có những người không phải quê hương ở tại đây, thì cũng giống như những liệt sĩ ở cái xã Vũ Tây này đi hy sinh ở các vùng đất khác, nằm ở trên những mảnh đất khác. Đấy, vậy thì cũng xa quê hương, xa gia đình, và cũng cần lắm những tấm lòng, cần lắm những nén tâm nhang để đốt lên ở nơi nghĩa trang cho người ta đỡ lạnh lẽo. Thì nhiều khi chúng ta sơ suất mà chúng ta quên, và chúng ta nghĩ rằng ở chùa thì mới là nơi đến đấy để cầu cúng, và ở đền mới là nơi đến đấy để cầu xin. Và cũng lầm, đến chùa thì xin lấy, xin để, xin đủ thứ, xin tài, xin độc, xin buôn bán, xin làm ăn phát đạt, rồi xin buôn may bán đắt. Đấy, rồi đến đền cũng vậy, chả phân biệt gì cả. Nhưng mà thực ra ở chùa chúng ta chỉ cầu cho cái việc đầu tiên, đó là cái thân tâm của mình được an lạc, cái trí tuệ của mình được khai thông, đấy, cái tâm của mình được tĩnh lặng. Và cái điều rất quan trọng mà chúng ta rất cần đó là cầu cho những người thân trong gia đình của chúng ta được siêu thoát. Chứ chúng ta chỉ làm được mỗi một việc, đó là chết xong 49 ngày đưa lên chùa cúng xong, thế là hết. 100 ngày lên chùa cúng lễ một tí là xong. Và không bao giờ biết là phải lên chùa từ mùng 1 đến ngày rằm để cầu cho người thân trong gia đình. Mùng 1 ngày rằm có lên chùa cũng chỉ hôm nay ngày mùng 1 con tên là như thế này, con lên chùa con cầu xin Đức Phật phù hộ cho chúng con làm ăn buôn bán, rồi là ruộng tằm được tươi tốt, rồi ABC. Đấy, nhưng mà chả ai, tôi chắc chắn đấy là rất ít, có khi cái tỷ lệ khoảng 1-2% thôi là biết là cầu cho ông bà, cha mẹ, cửu hình thất tổ của chúng con được siêu thoát. Đấy, cái việc ấy là cái việc mà tôi mong rằng sau cái buổi trao đổi ngày hôm nay, thì đây nó chỉ là cái kiến thức mà tôi đã tích lũy được. Thực ra hơn 20 năm nay rồi, tôi cũng không phải là già lắm đâu, nhưng bởi vì tôi làm tâm linh từ lúc tôi 18 tuổi, cho nên năm nay là 42 tuổi rồi. Đấy, thì có phải là 24 năm rồi không? Hơn 20 năm. Và tâm sự với khoảng có thể hàng triệu linh hồn. Các nhạc sĩ thì sáng tác là triệu triệu đóa hồng, nhưng mà tôi cũng có bài là triệu triệu linh hồn. Mỗi linh hồn một kiểu, mỗi linh hồn một trạng thái. Và cũng mỗi người cũng có một cái chết, có thể có 1001 cái chết khác nhau. Và mỗi người chết ở một cái nghiệp riêng, thì mình có thể giúp đỡ, mình có thể can thiệp được cho họ cũng theo cái cách
của mình. Đấy. Ví dụ ông bà, cha mẹ ở quê ốm đau, bệnh, sinh già, bệnh chết, đấy là luật quy luật thường tình rồi. Thì chúng ta cũng theo những cái nghi lễ thông thường. Thế nhưng mà những người chết trần, lúc vừa rồi tôi có gặp một cái vong linh của một chị. Chị này người ở miền Nam nhưng mà có người nhà chết ở Quảng Ninh. Rất thành tâm, rất thương người thân của mình và đem xác em bằng được về trong Tiền Giang. Nhưng mà hỡi ôi, cái xác thì đem được rồi, mộ thì xây xong rồi, nhưng người em đó đến giờ này vẫn bơ vơ. Và may quá hôm nay theo được bà chị về đây, không biết đường về, không về được, mà bây giờ vẫn còn đang lang thang nơi cuối chợ đầu đường. Những người đó rất dễ bị quy tụ làm âm binh. Không may gặp phải ông thầy phù thủy nào, ông cao tay, ông bắt ấn, ông ấy dụ về nhà ông ấy, về nhà ông ấy sẽ có cơm ăn, ông sẽ cúng, ông sẽ nuôi. Thế là đi theo, và tự nhiên khi đi theo người ta nuôi thì tất nhiên phải phục vụ cho mục đích của người ta. Mục đích tốt cũng có và mục đích xấu cũng có. Mục đích tốt thì cũng không sao, nhưng mục đích xấu tự nhiên gây nghiệp chướng cho gia đình nhà mình. Đấy, cho nên có những gia đình mà tại sao có những người chết trẻ, xong cứ đời nào cũng có người chết trẻ. Đời này có một người chết trẻ rồi đời sau lại có người chết trẻ, và cứ như thế lặp đi lặp lại. Là bởi vì những người ta chết trẻ khỏe ma mà. Cho nên những người đấy rất dễ bị dụ làm âm binh. Chứ những cái linh hồn của những cụ 80-90 tuổi rồi, năng lượng sống kiệt rồi, ngọn đèn hết dầu rồi, thì người ta không sử dụng những người đó để làm âm binh. Người ta chỉ sử dụng những người đang chết trẻ thôi. Và vô tình những người chết trẻ đó bị sử dụng như vậy, thì những người chết trẻ đó lại quay ra. Chẳng hạn chết tai nạn à, thế thì phải làm sao kéo bằng được một đứa khác chết ở cái đoạn đường đấy thì mày sẽ được giải thoát, đúng không? Nó chết đuối ở chỗ này. Này, này, đến đây. Chết đuối ở đây, muốn lên bờ không? Dìm một người khác xuống đây chết thì mình sẽ được lên bờ. Và như vậy, cái vòng luẩn quẩn của sự bất hạnh cứ thế trùng lên. Cái đoạn đường này, năm nay có một người chết, ít năm sau hoặc 1-2 năm sau lại có một người chết. Và cứ loanh quanh cái khúc đường ấy, thế nào cũng sẽ có người chết lặp đi lặp lại. Hoặc cái ao, hồ, sông, cái khúc này, có người đã chết đuối thì thường xuyên sẽ xảy ra những người chết đuối. Những người chết đuối sẽ thường xuyên chết ở đấy. Và vì sao lại như vậy? Chính là vì những người đó không được siêu thoát. Đấy, và mỗi một cái lễ như này họ lên được rất là nhiều. Họ siêu thoát mà. Họ được siêu, họ vượt lên trên tầm của những cái ngạ quỷ, những Atula. Thì người ta sẽ không bao giờ bị xui đi làm bệnh. Và người ta hiểu được ra rằng những cái gì ở cõi sống nó là hữu hình, nó là thật. Nhưng ở cái cõi chết, nó là ý tưởng, nó chỉ là tâm thức và ý thức của con người. Và chúng ta cúng lễ là vật chất quyết định ý thức. Khi chúng ta cúng, nhìn thấy cơm, à con cháu hôm nay nó cúng cơm cho mình, thế là mình no rồi. Chứ thực ra họ có bốc cái cơm đấy, họ cho vào mồm ăn không, họ có tiêu hóa được không? Hoàn toàn không, bởi vì cái thể xác hữu hình của người ta đâu có còn nữa. Mà người ta cảm nhận bằng ý thức thì người ta biết rằng à hôm nay họ no, đốt quần đốt áo, à có quần áo mặc rồi đấy. Chứ có những nhà tôi thấy cứ chất một đống như là đống rơm đống dại, đốt quá nhiều và quá lãng phí. Con còn đang đi học, đốt cặp sách ư, máy vi tính ư, đài tivi rồi tủ lạnh rồi ô tô xe máy vân vân và vân vân. Những người chết họ nhìn những cái đó, họ có thích không? Họ thích lắm. Mãn nhãn tức là thỏa mãn bằng con mắt của mình, bằng ý thức của mình. Nhưng cái vật dụng đấy có dùng được không? Đốt thành một đống tro tàn đổ đi. Ấy là ở cái tầm chưa siêu thoát. Chưa siêu thì thích lắm. Bố mẹ đốt cho các con, đốt cho mừng lắm, giữ khư khư lấy. Có khi còn đánh nhau, tranh nhau, giành nhau. Nếu mà chúng ta đốt quần áo ra ngoài nghĩa địa đốt mà không có ghi tên ấy, là chúng ta vừa mới đốt xong, vong linh ông A được con cháu đốt cho, ông A chưa kịp nhận thì đã có một thằng cháu B ở đâu nó nhào đến nó giằng mất. Thế là la hét lại khóc, rồi lại than om sòm lên. Cho nên ở nghĩa địa là đêm đêm hay khóc, tranh nhau mà đánh nhau. Cũng có ma mới rồi ma cũ rồi bắt nạt lẫn nhau nhiều lắm. Đấy, và tự nhiên vô hình chúng ta lại gieo cho họ một cái nỗi khổ, đó là phải tranh chấp lẫn nhau. Vậy thì bây giờ chúng ta phải giúp cho họ được thoát lên trên một tầng nữa, tức là được siêu thoát. Khi chúng ta cho họ thoát lên một tầng nữa, ví dụ để đi từ Kiến Sương lên thị xã Thái Bình, đi bộ thì lâu lắm. Tức là để tự tu hành lên thì họ cũng lên được.
Nhưng nếu mà chúng ta cho họ tiền họ đi xe ôm hoặc là cấp cho họ một ô tô họ đi nhanh lắm, chỉ một lúc là lên tới nơi thôi. Vậy thì những cái việc chúng ta làm lễ cầu siêu tụng kinh cho họ là chúng ta cấp cho họ một phương tiện để họ siêu thoát nhanh hơn. Đấy, và họ sẽ khi họ siêu thoát rồi thì thưa bà con rằng là cái việc mà mồ mả không còn quan trọng nữa, không còn quá quan trọng nữa. Chứ khi người ta chưa siêu thoát ngày nào cũng ở xung quanh cái mộ đấy. Đấy, thế là chúng ta đi làm, chúng ta cuốc ruộng, cuốc phải mộ, cũng động mộ, lại phải về báo cho cháu con, và báo thì phải làm cách nào báo cho chúng nó biết chứ. Nó có phải là Covid hàng đâu mà nghe thấy chúng ta nói, mà nghe thấy tiếng người âm nói hãn hữu lắm với con người báo mộng qua giấc mơ được. Nhưng mà cái số đấy ít lắm, phần lớn là về làm cho cuốc vào mộ à, động ở phía chân cái gì, cho cái thằng cháu này, cái đứa con này đăng cái chân để biết à động mộ đấy phải đi mà cúng. Đấy, thế rồi cho cái đứa kia coi như là phải mất tiền mất của đấy để biết rằng là cái mộ này đang động và long mạnh. Ví dụ như thế. Thế thì chúng ta cũng sẽ rất khổ bởi vì luôn luôn nơm nớp ở trong lòng xem là mồ mả có yên hay không. Và những người dưới âm cũng vậy, họ cũng luôn luôn nơm nớp, họ phải khư khư, họ trông, họ giữ lấy cái mộ đấy. Nhưng khi họ đã siêu thoát rồi thì cái thể xác của họ trở thành vô nghĩa. Họ không còn quan tâm đến cái đó nữa, mà người ta thoát lên trên một tầng. Khi người ta thoát lên trên một tầng rồi thì người ta tồn tại ở dạng ý thức hệ rất là cao, chứ không phải là ở cái tầm thấp cùng với chúng ta để chịu mọi sự tác động ở trên dương trần vào họ và cũng như là vào ngôi mộ của họ. À, cái câu chuyện của tôi đã đi làm 24 năm vừa rồi cũng vậy. Trước đây ấy, thì tôi khi đi tìm mộ là kiểu gì bằng giá nào cũng phải tìm cho bằng được, dù cái người mất đó nằm ở bất kỳ chỗ nào. Cái năm tôi mới đi làm, năm 89-90, tôi đã đào cả một cái lớp học ở trường Lý Tự Trọng ở thị xã Ninh Bình lên. Tôi và một cô giáo ở trường rình đến chiều tối. Hết giờ học sinh nó đi học, thế là tôi phát hiện ra mộ của nhà cô ấy nằm ở trong cái lớp học đấy. Thế là nhờ một ông bảo vệ rồi thuê tiền ra đào cái lớp học ấy lên để lấy cho bằng được cái hai cái ngôi mộ nằm trong lớp học. Và đến lúc đào lên xong rồi sáng mai chuyển đi, thế thì học sinh nó đến nó học thì nó mới thấy là tự nhiên lớp học lại bị đào lên, xong rồi hương khói thắp ở xung quanh nghi ngút. Thế là suýt nữa thì tôi bị phạt. May mà cô giáo ấy, cô xin được thầy hiệu trưởng, không có là tôi bị phạt. Còn một lần nữa thì tôi suýt nó bị ăn đòn. Tôi tìm mộ ở trên Hồ Tây, Hà Nội. Thế là cái mộ của cái người đó nó chui vào trong cái ban công của một cái gia đình ở bên cạnh. Thế thì ngày đấy tôi còn trẻ lắm, cho nên là nhìn thì người ta bảo là trông như cái con bé con này. Người ta không tin và người ta cũng không biết rằng là tôi đang làm cái gì. Thế là cái gia đình anh chị đó mới bảo là thôi bây giờ chúng ta làm cách này, tức là chúng ta đào hầm. Biết là mộ ở trong nhà người ta, ai người ta cho phá nhà thì đào hầm để vào để moi cái mộ ấy ra. Thế là ba, bốn cô cháu, anh chị em thuê người đến, và tôi thì tôi đứng tôi chỉ đạo. Thế đến lúc đào moi moi ra, khi mà lấy rút được cái tiểu ra, một cái tiểu quách nó rất là to. Khi rút ra rồi chúng tôi rất sung sướng, thì bỗng dưng ông chủ nhà, ông đứng ở trên cái thềm nhà, nó sụt cái hẫng một cái. Ông tụt xuống cái hố đào mộ luôn. Thế là ông ấy quay ra, sẵn cái ba to, đập cho tôi mấy cái liền. Bởi vì lúc đấy là tôi đứng ở đấy, tôi đứng ở bên kia bờ thành xây rồi cơ. Thế thì ông ấy bảo là may mà hôm nay nó sụt đổ tao xuống đây, chứ hôm nay nó đổ bờ thành kia thì mày chết bố mày. Sao mày lại chỉ đào mộ nhà ông lên? Thì mấy cái người phu đào mộ, anh chị kia thấy mộ sung sướng quá chạy về nhà chuẩn bị lễ. Còn mỗi cái mấy cái ông đi đào thuê với tôi đứng ở đấy, thế là ông cụ đập cho tôi mấy cái ba con. Mà lúc đó thì tôi cũng chưa cái đủ cái lý lẽ để lập luận để bảo vệ cho mình, đứng chịu trận một lúc. Thế xong ông lại hỏi là thế làm sao mà mày biết là có mộ ở đây? Và cụ ấy bảo cháu là ở đây có mộ. Xong rồi cụ ấy còn bảo là cái cậu mà con trai của ông ấy, là cụ rủ xuống dưới đấy cho vui. Thì lúc bây giờ ông cụ ấy té ngửa lên, thế là cụ dãy này đạch cơn, nhớ cụ lấy cái ba to cụ trống xuống đường kinh kinh kinh. Xong cụ bảo tại sao cháu biết là nhà tôi có một đứa con bị chết? Cụ bảo nó chết rất là
bất ngờ, bất đắc kỳ tử. Đấy, và gần như là tối nào tôi cũng thấy có người đứng ở cửa, thì hóa ra là cái ông cụ này. Đấy, thế là từ hôm đó là ông cụ ông ấy bảo tôi rằng là nhưng mà nếu mà biết là có mộ trong nhà thì phải nói với ông chứ, mày có nhất thiết là phải làm trộm như thế không? Đấy, hôm nay là ông mà báo công an hoặc là tao mà ngã xuống tao gãy chân thì mày phải làm thế nào? Đấy. Thế sau khoảng cách đây khoảng 4 năm thì tôi gặp lại cụ ấy. Bây giờ thì cụ già lắm rồi, nhưng mà từ đấy là cụ rất là quý tôi. Thì cách đây 4 năm thì cụ về đến, tôi đến tôi thăm cụ. Thì cụ về nói với tôi rằng là thế bây giờ nhà ông ấy, tức là ở đây ông vẫn linh cảm thấy có mấy ngôi mộ nữa, nhưng mà vì ông đã làm lên một cái nhà 4 tầng rồi, thế thì cháu có cách nào giúp ông để cho các cái vong linh họ ra không? Vậy là cuối cùng là tôi mới bày cho gia đình là làm lễ cầu siêu. Thế thì tôi cũng chỉ cho là lên chùa trích xài xong mời thầy về làm lễ ABC như vậy thôi, thế tôi cũng không đến đấy. Thì tự nhiên một hôm tôi vào trong thành phố Hồ Chí Minh thì có một người chặn ở cửa cái phòng chờ gọi tôi ra là: Bích Hằng ơi, chú muốn gặp cháu một chút, chú là con của cái ông ở trên làng trích xài như vậy. Tôi hỏi chú gặp có việc gì, chú bảo là tự nhiên chú mơ thấy là có ba người họ đến, họ cảm ơn chú. Họ bảo rằng là tôi nằm ở dưới chân nhà, dưới nền nhà ông, nhưng bây giờ cầu siêu tôi lên rồi, tôi vào cái chùa Tĩnh Lâu. Vậy thì chùa Tĩnh Lâu ở chỗ nào hả cháu? Thì tôi bảo là cháu cũng không biết. Thế là chú bảo ba người đấy người ta cảm ơn chú, nhưng mà chú hỏi thật cháu nên chú thí nghiệm. Đấy, tức là có đúng có ba cái mộ không, có đúng. Thế là chú bảo vậy thì chú sắp làm nhà rồi, chú về chú đào móng nhà. Cháu có cam kết với chú là trong cái phòng đấy có mộ không? Bảo là có. Thế chú mới về thì hôm sau chú mới lấy lý do là chú đào cái tầng hầm để chú làm cái chỗ để ô tô. Vậy là chú mời cái ông thần đèn nào đấy thì tôi cũng chẳng biết. Thế là về mới quét ra thì cuối cùng đúng là lấy ra được tới 2 cái quan tài và một cái tiệm rất là to ở trong cái cũng là cái nhà đấy. Thế nhưng mà khi mà lấy ra xong rồi thì cả nhà đấy họ bảo có một hiện tượng rất là lạ. Tức là từ cái hôm làm lễ cầu siêu xong ấy thì cứ buổi tối nào cũng vậy, tức là nó cứ có một cái quầng sáng, nó cứ sáng lòa lên mấy lần ở nền nhà ấy. Thì chính vì vậy là chú đi nghi ngờ xong, khi mà đào mộ đi ra xong rồi thì có một cái sự việc này khiến cho chú rất là tin tưởng. Tức là chú bảo là khi cầu siêu xong thì có ba người đến báo là tôi đã siêu thoát rồi, anh cần gì thì tôi sẽ giúp anh. Thế thì chú ấy bảo là tôi mua một cái ô tô, tôi bị nó lừa, nó thế chấp ngân hàng rồi, nó lại bán cho tôi. Thế bây giờ nếu mà đúng là các vị siêu thoát được rồi, tôi chỉ nhờ các vị quay lại giúp tôi một việc, đó là làm sao lấy bắt được cái thằng đấy về đây, nó giả giấy tờ xe cho tôi, không có thì tôi mất gần 2 tỷ bạc. Chú nói là khi mà chú khấn xong hẳn là một tuần sau thì lỡ ra lỡ dớ gì, sao nó lại đi, nó lại rất là vớ vẩn, nó lại đụng xe ở ngoài đường, nó cãi nhau với một cái con bé sinh viên. Thế là công an bắt được đem về. Thế là đến lúc khi đem về thì công an mới gọi chú lên, bảo có đúng là nó lừa xe của chú không, và đúng thôi. Thế thì đúng đấy, lúc đấy nó lừa thì nó lại bảo thôi em xin coi như là cho em đổi mảnh đất, em thế chấp cho ngân hàng, em lấy giấy tờ xe về cho anh. Thế là tự nhiên coi như nó trả, rõ ràng cái xe đấy là bây giờ là chú lấy lại giấy tờ rồi, cứ xác định là mất 1.7 tỷ. Thế thì chú bảo là thằng ơi, bây giờ chú rất là muốn trúng số, chỗ nào người ta chưa siêu thoát thì bảo chú đi trúng cầu để người ta cho chúng trúng một cái sổ số. Tức là ông đặt cược như vậy. Từ hôm đấy nay thì tôi chưa gặp chú, tôi bảo chú là chú đi cầu siêu cho các liệt sĩ, nhưng mà chú mà đặt cược như vậy thì sẽ không bao giờ được. Còn chú cứ làm tự nhiên như không bao giờ, như chưa làm, như không làm mà như không, mà không mà như làm. Tức là như chú đã làm ở nhà chú thì chú sẽ được. Nên chú bảo không, cầu cho có 3 người mà lấy được giấy tờ ô tô, vậy thì cầu cho 100 người chắc sẽ trúng sổ số. Thế là ông ấy cứ thế ông đi cầu mà chú đấy, chú ấy ở trong, hiện nay là chú gần sân bay Tân Sơn Nhất ấy. Mà bây giờ tôi chưa biết là chú đã trúng số chưa, lâu rồi không gặp lại thì cũng không biết. Nhưng mà có nghĩa là tức là ông ấy kỳ vọng một cái chuyện là đặt cược với cái người đã khuất, là tôi làm cho ông bà cái việc này thì ông bà phải cho tôi cái kia. Đấy, thì cũng giống như chúng ta nhiều khi quan niệm ấy, tôi đi tìm mộ cho nhiều nhà tôi buồn lắm. Có người đến nói với tôi là mất mộ, xong từ hồi tìm mộ đến bây giờ cũng chả thấy làm ăn lên gì cả, vẫn thế. Đấy, tức là kiểu là cái hy vọng, kỳ vọng rằng là
làm mộ làm mả cho tìm được ấy, thì sẽ được cái này sẽ được cái kia, nhưng thực chất là không thể đánh đổi như vậy được. Tức là nhân duyên, khi nào đủ nhân duyên thì nó sẽ đến đấy. Và cái việc mà hướng cho những người của gia đình mình, kể cả những người còn sống và những người đã khuất, để đi theo một cái tôn giáo nhất định để họ siêu thoát là cái điều rất là cần thiết. Và hiện nay thì cái việc này đối với các vùng quê thì chưa được phổ biến cho lắm, nhưng tôi cũng rất là mong, tức là các vị sư chủ trì ở các ngôi chùa quê ấy, mỗi một năm nên tổ chức 1-2 lần các cái đại trai đàn cầu siêu trần tế, bạc độ cho các linh hồn, để cho những cái linh hồn ở cái vùng ấy người ta được siêu thoát, thì cái mảnh đất ở đấy nó sẽ vượng lên dần dần. Thực sự cái đất của cái xã này, tôi thấy cái thế đất ở đây rất là đẹp. Cái thế đất đẹp và cái thế đất ở đây không phải là cái thế đất gọi là long trời hộ phục gì đấy, mà để mà phát vương phát tướng. Nhưng mà cái thế đặt lên rất là âm cúng, từ những cái con đường, từ những cái hồ nước ấy, ở đây là đều đã được đặt theo các cái huyệt phong thủy. Cho nên là nếu mà chúng ta biết ứng xử đúng thì sẽ rất là thịnh vượng, cái vùng đất này sẽ rất là thịnh vượng. Quả thật là tôi cũng hơi tiếc, tôi tiếc là nếu như mà tôi mà là tiên chỉ của cái làng này thì tôi sẽ xếp đặt lại hết, thì chắc chắn là làng này cái gì với cái học hành đỗ đạt, với cả cái chuyện là giàu có để có cái cuộc sống ổn định, êm đềm hạnh phúc là một cái chuyện trong tầm tay, có thể làm được. Chứ còn cái mảnh đất này rõ ràng là thế này phượng vũ ấy chứ. Nhưng mà con cái cháu chắc của Vũ Tây này đáng lý ra là ra đi là phải vượng lắm, phát đạt lắm. Nhưng mà vì chúng ta cũng còn một vài cái điểm mà chúng ta chưa ổn, chưa làm được, cho nên là chúng ta cũng chưa tận dụng hết được cái thế mạnh của cái vùng đất mà mình đang có. Đấy, và ngay sau cái buổi cầu siêu ngày hôm nay ấy, thì tôi cũng rất là mong vào buổi sáng ngày mai hoặc là một vài ngày tới thì tất cả các cháu thiếu niên hay là tất cả những cô bác, các anh chị đi qua đài liệt sĩ thì cố gắng ghé vào một chút để thắp hương cho các liệt sĩ không có tội các anh, bởi vì ở trong đấy là có cả những người thân của các quý bà con cô bác ở đây đi chứ, cũng có bố mẹ, rồi cũng có ông bà của mình, rồi cũng có anh em chú bác nhà mình nằm ở trong đó đấy. Và có một cái đặc điểm như này, tôi cũng chia sẻ với bà con là tôi đi làm 20 mấy năm nay ấy, thật ra tôi phải đưa tới hàng chục ngàn các cái hài cốt liệt sĩ về gia đình, về quê hương. Trong số đó thì cũng có những cái hài cốt tôi bốc từ ngoài rừng núi về, và cũng có những hài cốt chuyển từ nghĩa trang nọ sang nghĩa trang kia. Tức là những cái hài cốt mà đưa vào nghĩa trang rồi nhưng là mộ vô danh, thì tôi tạm xác định cái việc làm của tôi đó là trả lại tên cho anh, có nghĩa là trả lại tên cho những ngôi mộ vô danh đấy. Còn những cái ngôi mộ được quy từ ngoài rừng núi đem về thì gọi là quy tập mộ liệt sĩ, thì quy tập về. Thế thì sau một hồi thì tôi mới thấy, phát hiện ra có một cái điều, tức là mới đây tôi đi qua một cái nghĩa trang ở Nam Định, huyện Giao Thủy. Ở đó có một cái ngôi mộ mà tôi đã đưa về cách đây khoảng 18 năm. 18 năm trước tôi đã đưa về, nó rơi vào năm 95. Tôi mang cái ngôi mộ đó về. Thế thì tôi thấy liệt sĩ ra nói với tôi là có nhận ra bác không? Bác tên là như thế. Thì tôi được cái là cái trí nhớ của tôi tốt lắm. Tôi đã tìm liệt sĩ nào khoảng 10 năm sau lục lại tôi vẫn nhớ từng chi tiết. Thì tôi bảo là cháu nhớ, cháu lấy bác ra từ cái chỗ nghĩa trang này như thế. Và hôm đó lấy trong mộ của bác còn có cái bật lửa mang tên của bác như vậy. Thì bác xúc động lắm và bác bảo là ước gì bác được trở lại chiến trường xưa. Thì tôi hỏi là chiến trường xưa tức là bác muốn vào thăm lại đồng đội thì dễ thôi, nhưng bác bảo không, bác muốn trở về đúng cái vị trí, cái chỗ nằm của bác. Cháu quay lại cháu nhìn cái nghĩa trang xem, thì lúc bấy giờ tôi quay lại tôi nhìn cái nghĩa trang buồn lắm, tức là cỏ nó mọc lấp hết cả các ngôi mộ, mà nước hôm đó là trời mưa, nước lấp sắp hết cả nghĩa trang, mà tiêu điều sơ sát cái đài của quốc viên công thì sụt tất cả các bậc gạch nó vỡ, nó nứt, nó đổ. Thì nhìn cái nghĩa trang buồn quá,
thì bác ấy bảo là bác đang ở trong kia sống với anh em đồng đội, có cả hàng nghìn người xung quanh mình, vui lắm. Nhưng về đây thì lèo tèo chỉ có hơn chục liệt sĩ, còn tất cả những cái ngôi cô, ngôi mộ kia là ngôi mộ không có gì cả, tức là xây lên vậy thôi để tưởng niệm các liệt sĩ chứ không có hài cốt. Và thực chất ở đây bây giờ chỉ có gần 20 người. Buồn, sống cái đời binh nghiệp nó quen rồi và sinh hoạt với đồng đội, bây giờ về đây buồn quá, bị tách, xé lẻ ra, cô đơn, buồn tủi. Khi bác ra đi thì vợ bác còn trẻ, tức là răng trắng tóc dài. Đấy, khi bác quay trở về thì vợ bác đã gần 80 tuổi rồi. Tức là nó thiên lệch, hai người nó thiên lệch nhau, mà bác gái thì nằm ở khu quy tập mộ của gia đình, còn bác thì ở nghĩa trang liệt sĩ. Thế là bác không tọa nguyện cái việc đó là quy tập được về nằm ở cạnh nhau, nên bác thèm muốn trở lại chiến trường. Hai nữa là bác gái mất đi rồi, con gái cũng đi lấy chồng. Thế không có ai thờ cúng bác cả. Ở cái nghĩa trang này cả năm không có ai vào viếng, bởi vì là nghĩa trang xã, buồn lắm. Thế thì tôi thấy tôi thực sự là thương bác ấy. Tôi bảo là tại sao bác không về nhà con gái? Thì bác ấy bảo là ở quê bác ấy, là sinh ra con gái thì xem như chết là mất dấu mất nòi. Tức là con gái đi lấy chồng thì theo nhà chồng, không cần thờ cúng gì người nhà mình nữa, về thờ cúng bên nhà chồng. Cho nên làm sao mà bác đến được nhà con gái bác bây giờ? Còn ở đây thì không phải là ở chiến trường, chứ bác nằm ở trong nghĩa trang ở trong ấy, mỗi một năm hàng bao nhiêu đoàn đến viếng, vui lắm. Em bác cứ ngậm ngùi như vậy thì tôi mới ngộ ra một điều. À, hóa ra là trong tâm thức của những người chết, họ vẫn phân biệt trai gái rất là rõ ràng. Tức là từ trong tâm thức họ nghĩ rằng tôi có con trai, khi mà tôi chết thì tôi được người thờ cúng, giữ mồ giữ mả và tôi theo con trai tôi về. Nhưng nếu chỉ đẻ con gái đi lấy chồng, nó thờ cúng bên nhà chồng nó, coi như là mình mất, mình không còn ai thờ cúng nữa. Và lúc đấy là tìm vào nơi cửa Phật để ăn mày nơi cửa Phật, và hoặc là đi theo các cháu chắc trong dòng họ. Thực ra chúng nó chỉ dỗ bố, dỗ mẹ, dỗ ông, dỗ bà, chứ chẳng mấy khi nó dỗ chú, dỗ bác. Mà nhất là chú bác đã đi lấy vợ, lấy chồng rồi, có con rồi thì nó lại càng ít dỗ. Đấy là cái tâm trạng của bác ý. Và tôi mới thấy rằng thế thì không đúng rồi. Bởi vì khi tôi đi sang Mỹ, tôi đến California, tôi ra cái nghĩa trang, tôi thắp hương trên từng ngôi mộ ở đấy, và tôi hỏi từng người ở đấy. Họ rất là vui vẻ và họ rất là vô tư. Có những người chỉ có một đứa con gái độc nhất, họ theo con gái họ, là vì trong khi sống cái tâm thức của họ đã hướng về cái chuyện tôi có một đứa con thôi, thì con đâu cha mẹ đấy, và họ theo cái người con gái đấy. Thế thì người con gái đấy dù có đi lấy chồng thì họ vẫn theo con họ, và các ông bà ở dưới âm cũng chẳng hẹp hòi gì với ông thông gia của mình đâu, tức là không hề hẹp hòi. Tức là nếu như chúng ta thiết lập ban thờ công đồng gia tiên nội ngoại thì tất cả nội ngoại đều về được hết, chứ không phải là tôi cúng bố mẹ tôi, là tôi cúng bên đằng là nội, thờ bên đằng nội thì làm sao bố mẹ đẻ tôi về đây được, cho nên không cúng được. Ngày trước thì tôi thấy rất nhiều cụ là chết rồi xong không nói thế. Khi tôi gọi, ví dụ tôi đến nhà này, tôi mời nhà người nhà chồng lên rồi, xong cô vợ mới ra bảo là tôi rất là muốn gặp bố tôi. Thế thì khi tôi hỏi thì ông bố chồng, ông nội chồng mắng luôn là con đi lấy chồng con phải theo nhà chồng. Đấy, con về nhà chồng tại sao con muốn mời bố mẹ con về đây là không được. Tức là ngay cả người âm họ cũng nghĩ như vậy. Thế nên là cái ý thức lúc còn sống rất là quan trọng cho cái ý thức của linh hồn lúc chết. Lúc sống chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta phải có con trai để thờ cúng, chúng ta không theo về nhà con gái. Thì đến lúc chết cái ý niệm đấy nó còn nguyên trong chúng ta, và nó sẽ định hướng cho cái hành động của chúng ta ở dưới âm. Và vô hình dung chúng ta trở thành con như không có ai thờ cúng cả. Vậy thì tất cả ý thức, ý niệm khi sống nó sẽ trở thành cái ý thức, ý niệm và hành động khi chết. Khi sống chúng ta nghĩ như thế nào thì khi chết sẽ như vậy, chứ không có một cái quy luật nào cả. Cái việc quy luật đó là con gái lấy chồng chỉ thờ nhà chồng và bỏ thờ bố mẹ mình, đấy là do chúng ta tự quy ước với nhau, chứ không phải là quy luật ai dựng lên cả, mà đấy gọi là quy ước từ trước đến nay. Con gái lấy chồng theo về nhà chồng đấy, và cái tình trạng đấy tôi thấy ở nông thôn chúng ta bị rất là nhiều. Ở thành phố thì bây giờ người ta văn minh lắm, người ta thờ là thờ cả bố mẹ cả hai bên. Nhà đấy dù có là nhà bố mẹ chồng hay là nhà của chồng thì người ta vẫn đem bố mẹ người ta về, người ta thờ.
Và mới đây tôi có gặp một cái trường hợp, một cái đám tang, đúng là cái ý niệm của con người mà rất cách đây khoảng hôm tôi về là trước ngày 1 tháng 6 thì có một cô bé trước đây là bé làm nghề giúp việc cho gia đình nhà tôi và tôi rất là yêu thương cô bé này. Cháu ở với tôi 7-8 năm trời. Thế thì bé là có một duy nhất là một mình là con gái, mẹ thì bệnh tật. Thế thì khi tôi về tôi thăm chị ấy, bao giờ trong đầu chị cũng bảo là mình ơi mình cho tớ hỏi mình, nếu mà tớ chết thì tớ cứ theo cái Hằng nhỉ, tức là con chị cũng tên là Hằng, tớ theo nó nhỉ. Thì bà chị có mỗi độc nhất một đứa con, chồng chị bây giờ đi lấy vợ khác, tớ chị không theo nó thì theo ai? Ừ, thế thì tớ muốn nó lấy chồng gần tớ để nó chạy đi chạy về, còn mai sau tớ chết ấy thì mình bảo là tớ vào chùa hay là tớ đi theo con, bảo là cứ theo con, khi nào con nó gửi vào chùa thì lên chùa tu tập, nhưng mà con đang chăm đấy chị cứ theo con gái chị. Thế thì câu chuyện đấy chị nói với tôi cách đây 5 năm, khi năm 2008 tôi về làm đám cưới cho cháu. Đấy, 5 năm trôi qua thì tôi có về thăm chị được 1-2 lần. Và chị ốm đau bệnh tật, nhưng đợt vừa rồi thì cháu gọi điện cho tôi rất là thảng thốt, cô ơi mẹ cháu chết rồi. Và mẹ cháu chết ở nhà cháu. Thế tức là chị lúc nào chị cũng niệm rằng chị có mỗi mình nó là con, thì chị chết thì chị phải theo con. Thế thì rất là tình cờ cô bé đưa mẹ đi bệnh viện. Xong đến lúc đấy cái hôm thứ bảy chủ nhật thì bảo tôi đi về nhà để cho con trông, như thứ bảy chủ nhật cũng không có bác sĩ ở bệnh viện, cho nên con đưa mẹ về nhà. Và trời xui khiến làm sao hai mẹ con bàn nhau và lại đưa về nhà chồng của cô bé ấy. Thế là đến đêm ngủ sáng dậy thì sờ thấy mẹ đã chết rồi. Và cô bé rất là lo lắng và rất nhiều người trong gia đình tôi đều lo rằng không biết nhà chồng cháu có thông cảm hay không. Thế thì khi mà tôi gặp cái bà mẹ sinh ra cái chồng của cô bé đấy thì chị ấy nói với tôi rằng, cô nói với tôi rằng là em ạ, chị thì chị nghĩ như này này, cháu Hằng ấy, mỗi cây chỉ có một hoa, nhà nó độc nhất có một mình nó, bà ấy theo về bà ấy chết ở nhà chị là đúng thôi, bởi vì nó làm dâu nhà chị, nó ở nhà chị, bà là mẹ, nó là con thì nó phải về, bà ấy phải theo con bà ấy chứ chả sao cả em ạ. Và đến lúc hỏi cháu thì cháu bảo là cô ơi, hai bà đều hoàn cảnh như nhau, đều bị chồng bỏ, cho nên đêm nằm toàn tâm sự với nhau như vậy đấy. Thế là bây giờ tình cờ đấy, hai nhà cách nhau có mấy chục mét thôi, thế mà chị lại sang đúng cái nhà của cô ấy. Và làm sao mà chị tiên đoán được là hôm đấy chị sẽ chết, chị không thể tiên đoán được, nhưng mà chị đã ra đi ở nhà với con gái của chị khi chị vừa tròn 51 tuổi. Thì tôi thấy rằng đấy là ý niệm của con người. Chuyện đấy mới lắm, ở xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy đây thôi. Đấy, và còn nhiều những cái dẫn chứng câu chuyện khác để chúng ta để thấy được rằng, thứ nhất là có cái sự tồn tại hay không một thế giới vô hình sau khi đã chết, và có hay không cái sự ảnh hưởng của thế giới vô hình đấy khi mà người ta đã chết đối với người còn sống. Và điều nữa là có hay không sự tác động của những người còn sống đến cái thế giới vô hình ấy, và sự tác động ngược trở lại của thế giới vô hình đến những người còn sống. Và chúng ta làm thế nào để chúng ta định hướng được cho thế giới vô hình đó, tức là cho những người đã khuất. Và hôm nay cái đàn lễ này diễn ra như này. Ngày mai nếu như mà các quý vị thấy rằng có mưa, đấy, tức là có mưa, thì toàn bộ tất cả những cái linh hồn hôm nay có mặt ở đây, tức là người ta đã được siêu thoát. Và tại sao sau mỗi một đàn lễ thường là có mưa, là đấy chính là những giọt nước mắt của linh hồn. Người ta ở dạng thể, dạng sóng và dạng khí. Đấy, chính vì vậy cho nên là người ta có thể làm được những cái việc đấy. Ví dụ sao, làm sao có thể chúng ta nói rằng hô phong hoán vũ có tài đó không? Không, nhưng người ta có thể tác động được đấy, và người ta làm rung động đến cả đất trời cây cỏ ở xung quanh cái khu vực mà chúng ta thực hiện cái đàn lễ như thế này đấy. Và rồi quý vị bà con cứ thử ngẫm xem, ở mỗi một vùng quê sau khi tổ chức lễ cầu siêu xong ấy, thì ở cái nơi đó, tức là những cái việc ví dụ như là ốm đau hay bệnh tật do đường âm nó giảm hẳn đi, giảm đi rất là nhiều. Và đặc biệt là cái chuyện là những cái mồ mả mà kiểu bị động, bị thuốc, bị đào, bị động ấy, xong tác động đến con cháu,
nó giảm một cách rất là đáng kể. Đấy, và cái lễ này không phải là ví dụ lễ cho nhà bà Vũ Việt Ly hay là nhà bà họ Nguyễn, họ Phạm, họ Đinh, họ Đỗ gì mà chỉ có những cái vong linh hồn gia đình ấy được hưởng lợi lạc, không phải. Mà khi các thầy tụng kinh niệm Phật thì tất cả các cái linh hồn họ đều tụ hết về, ai nhanh chân thì họ được vào, và họ sẽ theo chính con cháu của họ đây này. Chúng ta là chính là những cái thỏi nam châm, ông bà tổ tiên của chúng ta là những cái mạt sắt. Vậy thì chúng ta đến đây thì chúng ta hút tất cả linh hồn của các ông bà về đây, và họ sẽ được tiếp cận gần hơn. Ví dụ tôi ngồi gần đèn thì tôi sẽ được sáng, còn ai ngồi xa thì sẽ tối. Vậy thì cái việc làm lễ ở đây cũng vậy. Tại sao đòi hỏi sự có mặt của các con cháu là vì như vậy? Bởi vì có những linh hồn họ mong manh, họ không thể đi đến được đây, thì tự nhiên có con cháu họ nương theo con cháu họ đến đây. Bởi vì họ là điện tích âm, còn chúng ta là điện tích dương, hai điện tích trái dấu thì hút nhau, và chúng ta sẽ hút họ đến ở nơi này. Và các cụ cứ nói là linh tại ngã, bất linh tại ngã, tức là linh hay không đều ở trong lòng con người chúng ta, đều ở ý thức của con người mà sinh ra hết. Ví dụ chúng ta nói rằng đền của cụ Dương Không Lộ rất là linh thiêng, tuần rằm mùng 1 tất cả mọi người cùng đến đấy lễ, thì chúng ta sẽ tiếp nhận được cái sự linh thiêng của cụ, tiếp nhận được năng lượng của cụ để cụ phù hộ cho chúng ta. Nhưng cũng vẫn là cụ, nhưng không ai đến cả, chẳng ai đến đấy lễ, không ai hương khói, thì tự nhiên tức là cái năng lượng đấy giống như tỏa vào hư không, tức là không có một cái, giống như là không có cái chất dẫn điện ấy, thì không tiếp nhận được cái năng lượng đấy thì coi như không linh đấy, bởi vì không có cái vật cụ thể để tác động vào thì làm sao mà chúng ta chứng nghiệm được cái chuyện đó. Đấy, chính vì như vậy cho nên là chúng tôi đi tìm các liệt sĩ cũng vậy thôi. Và khoảng mấy năm gần đây thì tôi đã rút ra được kinh nghiệm không cố sống cố chết để mà ăn đòn oan, không phải là bất chấp chỗ nào cũng đảo cũng bới cũng xối cũng lộn làm sao phải lấy bằng được hài cốt lên thì thôi. Ví dụ những chỗ nào trong điều kiện có thể thì tôi lấy. Năm 2004 tôi đào cả trường Trưng Vương Hà Nội lên để tôi lấy mấy hài cốt liệt sĩ, mà chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Triệu bảo em cứ đào lên, nếu có đúng có hài cốt anh thưởng, còn nếu mà không có thì phạt. Mình bảo rõ ràng thưởng thì phải phạt chứ, chẳng lẽ có thưởng không có thì không phạt à. Thế xong cuối cùng ấy là khi mà tôi đào lên lấy được ba hài cốt liệt sĩ, có một liệt sĩ bị cụt đầu, bị pháo nó phạt cụt đầu nó che một câu. Thì cuối cùng là chủ tịch thành phố ý thức rạch một cái là thưởng cho cả bộ môn của chúng tôi. Đấy, bởi vì đúng luật thôi, còn nếu hôm đó mà không có thì không biết là tôi bị phạt kiểu gì, chắc xây lại môi trường đấy mất. Đấy, tức là cái sức mạnh của tâm linh ấy, nhiều khi nó khiến con người ta kiểu như liều mạng. Thật sự là tôi thấy là tôi cũng liều, nhưng đến bây giờ tôi mới nhận thấy rằng là thay vì cái việc là cố lấy được một mẩu xương, một khúc xương của họ, thay vì cái việc là khư khư bắt họ phải về bằng đường quê hương, bứt họ ra khỏi cái đội ngũ của họ, thì mình sẽ làm có việc tốt hơn. Và từ năm 2005 đến nay thì tôi tự đi làm lễ cầu siêu và đồng cầu siêu, đồng tổ chức với rất nhiều người hàng trăm cái đàn lễ cầu siêu rồi, hàng trăm cái đàn lễ cầu siêu. Mà mỗi lần cầu siêu xong, kính thưa các quý vị rằng là sau khi cầu siêu xong tôi bị ăn đòn tơi tả, không gặp phải chuyện nọ thì gặp chuyện kia. Đấy, thế có một người mà tưởng là cầu siêu thì phải được may mắn, ai ngờ cầu siêu xong sao lắm tội lắm tật thế này. Nhưng chỉ một thời gian nhất định thôi, tức là đó là sự phản ứng của những cái linh hồn bất hảo, họ không thích chuyện cầu siêu đấy. Tại sao mấy cái đứa này nó đang u mê, tao bảo nó làm cái gì nó làm cái đấy, bảo nó là A nó là A, nó là B nó là B, sai khiến việc gì cũng được, tự nhiên lại có một con bé này đến nó làm lễ cầu siêu, thế là lôi tuột mất quân của mình đi, bực mình quá quay lại báo oán nó, đánh cho nó một trận hoặc hành cho nó hoặc gây cho nó chuyện này chuyện khác để lần sau mày kiềng mặt nản chí không dám đi làm nữa. Thật ra đến lần thứ ba thứ tư bị nhiều báo chứng tôi cũng cứ nản nhưng mà chỉ bị một thời gian rất là ngắn thôi, sau đấy thì lại thấy đâu vào đấy và cuộc đời vẫn đẹp sang, tức là rất là nhiều may mắn đến. Thì tôi đã hiểu ra một cái quy luật, tức là những cái người cảm ơn mình thì hàng ngàn người, hàng vạn người, nhưng những cái kẻ quay lại oán mình thì chỉ có 5-7 người, vài cái kẻ tiểu nhân ấy thôi. Thậm chí có hôm tôi vừa mới cầu siêu xong đẩy cho tôi ngã chảy hết cả đầu gối ra. Thế cuối cùng tôi ngoái lại đằng sau rồi thấy mấy cái vong linh đúng gọi là đầu trâu mặt ngựa thật, băm băm bổ bổ hóa ra là mấy đồng chí nghiện đấy. Vì tại sao lại cắt mất cái nguồn tiếp ứng
sai khiến mấy thằng bé chết mà bố mẹ thờ cũng rất là tử tế, thì là sai khiến nó nộp là tiền là đồ lễ cho. Bây giờ tự nhiên cầu siêu nó đi vào chùa, nó biết rồi, nó không theo nữa, thì ai cung phụng cho chúng tôi đây? Thế là quay lại, à đích thị cô này là thủ phạm, thế là để cho một cái tôi ngã tím bầm hết là hai đầu gối, đau kinh khủng. Nhưng mà vài hôm sau thì lại thấy có một cái việc khác bù đắp lại những cái đó, nó rất là may mắn. Và có một hôm vừa rồi, cách đây rất là ngắn ngày, là hôm 4 tháng 4, tôi tổ chức một cái đại lễ cầu siêu cho các thai nhi sản nạn. Ở đây là các quý cô, quý bà, quý chị và các cháu. Giờ này yêu sớm lắm, 13, 14 tuổi đã biết tư tỏ tình ở lên Facebook và lên mạng. Ly kỳ lắm, lâm ly lắm, ướt át vô cùng bởi vì phim Hàn Quốc xem nhiều mà. Và rồi có những cháu mới có 16, 17 tuổi, chưa một lần làm bố đã chứa trang tình bố, đã làm cho rất nhiều bạn gái là gây hậu quả nghiêm trọng và buộc phải đến bệnh viện sản. Rồi cũng có những anh chị yêu nhau hung khả đấy, rồi 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng đi phá tùm lum tùm la lên. Và các bác sĩ cũng vậy, cứ thấy vào là đưa lên bàn là xử lý ngay và lấy tiền chấm hết, không cần biết hậu quả là cái gì đấy. Thế thì sau khi tôi gặp quá nhiều những cái chuyện đó chướng, và có những ngày nhà tôi một đàn trẻ con khoảng 10, gần 10 đứa nó đến, trẻ con còn sống ấy và tự kỷ, nó đến nó như một cái lũ giặc cướp ấy, nó phá tan tành cái nhà tôi ra, nó phi lên mâm cơm như không ấy. Thế thì tôi mới nhìn là ở trong đấy phải đến 4-5 đứa, tức là một mình thằng bé đang chạy nhảy thì phải 4-5 cái vong nó bám theo. Hỏi tại sao, nó bảo là đây thằng này ấy là bố mẹ nó giết chúng cháu, chúng cháu cũng là phôi thai từ cái ông bà đó mà lại giết chúng cháu đi, còn thằng này thì được sinh ra, được nuôi nấng, được chăm bẵm, vậy thì cho nó điên khùng luôn đi. Và như vậy tôi mới biết là tại sao những đứa trẻ kia nó tự kỷ trong tình trạng hưng phấn quá khích, nó đến nó đập nó phá, bảo nó bước qua cái bàn này, nó lao xuống dưới coi như không có gì, bố mẹ nó cứ phải liên tục đi bên cạnh và không rời nửa bước, chứ không thì nó sẽ gây ra hậu quả. Vậy thì tôi mới hỏi những cái cặp ông bố bà mẹ đấy, thì có một đôi vợ chồng từ ở Nga về bật khóc rưng rức, bởi vì bây giờ tài sản của các em đấy, tôi xin với các quý vị rằng có hàng nghìn tỷ, rất nhiều tiền. Nhưng một thằng con thứ ba rất đẹp đẽ nhưng mà đúng là thằng điên. Mà điên cái gì? Điên cái kiểu gì? Rất thích cầm tất cả những vật sắc nhọn này, khi nào bố mẹ ngủ thì bằm đâm vào mặt, chỉ mặt thôi, không đâm vào chỗ khác. Thế là hai vợ chồng cứ thi nhau canh nó đấy, thi nhau canh nó, mà nó mới có bao nhiêu, có 4-5 tuổi thôi. Thế là cuối cùng hậu quả là anh chị quỳ xuống, chị cũng 2 lần và anh cũng 3 lần đấy. Sau một hồi bảo vẫn còn 2 đứa nữa, không phải là 5-7 đứa cơ, thì cuối cùng chị mới thút thít khóc, chị mới bảo rằng 2 lần kia không phải của chồng em. Và cuối cùng là phải đi làm một cái lễ cầu siêu. Thế khi đi làm cái lễ cầu siêu đấy thì là một thời gian sau khoảng gần 2 năm thì bây giờ cậu bé đấy nó đi học rồi, nó học lớp 2. Bây giờ 1, 2, 3, 4, 5 đến giỏi lắm. Và gặp cô Hằng thì nó gọi bác Hằng bằng mẹ. Và bây giờ thì nó không bị khủng khủng điên điên như vậy nữa, nó hết rồi. Thì anh cặp vợ chồng này cầu siêu xong thì các em mới có xây một cái tháp cho một ngôi chùa ở Hà Nội. Xây một cái tháp để chuộc lỗi. Và trên cái tháp đấy thì cứ mỗi một tầng là đặt mấy pho tượng Phật để chuộc cái lỗi lầm của mình. Và sau đấy thì các em mới phát tâm làm mấy cái lễ cho các thai nhi sản nạn.